Lâu lâu bố con không ra thăm đồng, hôm nay tranh thủ ra đồng xem đồng lúa thế nào. Đấy, lúa rất là tốt các bác ạ. Sinh trưởng phát triển rất là tốt. Chẳng mấy chốc là đồng lúa sẽ chín vàng các bác nhé. Có cái anh đang đánh bắt khóa. Đây là ngọn núi Sẻ, xã Thăng Bình. Hồ câu chiều ngày hôm nay cũng khá đông khách. Ông trời xuống à? Hả, ăn trộm gì nhà ông kìa? Anh chị ông ra. Ê. Chết rồi. Hả, ăn trộm đâu ông ạ? Chứ anh ra. Chứ làm chi vô nữa? Ừ. Chà. Gàn lắm. Hồi nhà này có ở dưới vẫn làm nhưng mà chẳng ngủ dưới mà chúng nhỏ đi đi. Có gì trong lều không? À, có cái gì không? Có súng, có ấy gì không? Có đạn gì không? Lù đạn gì không? Có, có cả. Đi cẩn thận nha. Đây này, cá đây ông Thành này. Trong đây này. Yêu ơi, trong đây cá to không? À. Chép 2 cân là ngon rồi nhá, chắc. Ừ. Đâu? À. Tắm cỏ. Tắm cỏ đó hả? Ừ. Tắm tắm có mốt chứ. Không, tắm tắm trắng á. À, tắm trắng. Tắm trắng. Qua cũng có anh nào một... có trăm điện đấy nha. Hôm qua. Hơn 7 cân gắm điện chứ, đừng có ném lung tung nhá. Ném ra là ném như hồ động người ta câu nhá. Chứ là hai ba bữa nay là anh thay đi thời tiết dần dần ấm lên là có được nè. Có được, là ăn lên chứ. À, ấm đã bấm rồi, nó rẻ câu hơn. Ấm rồi, có ổn lạnh. Mấy bữa ổn lạnh. Từ hôm qua đến giờ là ăn đấy. Ăn liên tục. Nó đang thời tiết dần dần ấm lên mà. Ấm lên tối. Ở đây lâu chưa? Mấy ca rồi? Ô, cháu câu từ sáng mà. À sáng giờ. Mới đừng cốt á? Được còn nằm vứt bên á. À. Nó được con cá trắng mà trong trong ao. À. Đấy,
giải trí có thưởng nha. Còn mấy con mà? Còn 6 con nhỉ? Ừ. Nhiều lắm, cái này khá là dày đó, dày cá lắm đó, không đơn giản đâu. Vì diện tích nó hẹp mà lại lượng cá toàn là dày. thêm hai bồi thêm hai lần liên tục đó, tuấn bồi liên tục. Cá nhiều mà cá nhiều thì tại được thời tiết khó câu. Do là thời tiết chưa hắn ấm lên cái là câu được đấy. Mi nghịch lắm, cho biến thành cá chưa? Nghịch lắm. Ô anh gì mà đẹp trai Việt Nam này, Việt Nam cố lên này. Chưa. Đá bóng được không? Ừ. Đấy, anh đẹp trai chưa? Anh học lớp mấy anh? À lớp 5 à? Có biết em này không? Không biết à? Em này là mà không biết à? Ông người ta lên đỉnh núi mới nha. Ừ, đi, mai đi. Bận cái gì gơ ông lúc nào cũng bận. Hả? Cái, lúc nào đi cũng được. Cháu mai đang đi mai đi thành nhà hồ này. Mai đi á? Ừ. Đi nó thử lên đào bữa chú. Còn có tay này. Xin bằng có tay thôi. Xin có tay là không phải đó. Còn có tay thì chạy xuống rồi, không có loại có tay. Còn cái loại bằng chất bả này thì đã thì phải đi mừng lát mới có. Đó. Cháu chở chuối ở mừng lát thì mấy chuyến. À, chúng chở chuối cho ai? Chở về Tết á, chở về Tết. À, nhưng mà chúng nhặt lại cho ai đó? Đâu, chở cho người ta. Chở cho hội là chở trên Bình Long với trên... Tôi lấy chuối 5 môn cũng chở về cho tôi mấy xe mà. Chuối ở trên mừng lát rồi. Chuối ở trên á. Số nãy 5.000, 3.000 ví dụ một buồn bài nãy nhé, hỏi tính cho mình có nên thì tôi lấy chú liên tục đến ngày là một Tết ra tao lấy của cái nhà chị nó ngay trước ủy ban đó. Rồi đấy là nhà thằng chị ở trong thôn gặp chưa chị. Cô lấy cái đá xuống nước là anh qua đầu bên kia bố. Ừ. Qua đầu bên nó nhảy cái gì, đá nó nhảy gì? Đá nó nhảy hả? Qua nó bơi luôn đó. Vậy hả? Vâng. Rồi chúng nó đồng ngậm đó. Đồng ngậm à? Đồng ngậm nó đừng ngủ á. Ngủ á. Ai mà ngủ á? Ồ, cô nghĩ được bụng bạch quá lửa. Tìm cho xem nha. Chưa kìa. Ừ. À. Anh tính lại cho bác à. Hợp đồng theo ví dụ như 10.000, 7.000, 9.000 lãi cho anh được bao nhiêu đó? Ở trên đó rồi thì cháu đi có 4.000, 5.000, 6.000 là đẹp không? Chưa thì tất nhiên từng lát về anh tính khoảng 10.000 hoặc 9.000 thì đó. Rồi. Anh ở đâu về nhà hư hết chuối. Trời ơi trời. Chạy đi đằng trời. Chứ còn rơm. Sao này? Nó lấy là của công ty may kiểu anh cắt vải thừa ra. May. Ông là ông kia là đi. Đúng không? Ông kéo lên nhẹ nhẹ lên dây á, dây của chú đang trống dưới nha. Đó. Ừ.
Cắm đi đang lớn lắm đó ông Thành nhỉ. Con này, con này đang lớn nhiều á. Cắm là cá nhà huynh. Cắm là cắm già đó. À thế à? Mấy cá nhà huynh bên kia mới rồi. À nhìn thế mà già rồi ha. Mấy năm rồi đó. Ừ. Rất là chắc rồi. Già thấy đang nhảy nhà đó. Nhảy thằng tạc. Họ đi về thì con nó nấu canh chua thôi. Đúng đúng. Nhiều anh. Đã được các con. Người một người nó ở đâu? Trời ơi! À, mua đi, mua đi. Cân, 7-8 cân, cá trong điện. Mua về mà ăn nè. Cá trong điện 8-9 cân, chục cân. Mua về mà ăn nè. Em vừa đi... 2 cân này luôn đấy chú. Hai con à? Mua cho cậu có cần. Một con, hai con nữa bộ. Cậu có cái 5 mét cơ. Cháy. À, về chưa? Trượt xuống đứa là lút tấm đi nhá. Gia đình nhà trâu có. Thành lát kín rồi, đẹp rồi. Đi, đi ra lại kia ta coi cá đi. Trâu to nhờ. Trâu nhà bà to thế. Trâu được cái cái đấy con. Cua ơi. Con được cái cái. Lũ tốt không mà? Sắp trổ cho nạ. Chưa đúng không? Chưa. Ngày hết tháng gì thai đi này, tháng 3. Phải vài chục ngày nữa với kiểu ống. Thấy rằm 20 tháng 3 đó lại mới đào cái ống được. À. Có tháng nữa cái ống. Tháng nữa, dạ. Tháng nữa rằm, rằm tháng sau. Vâng. Tháng sau có, rằm tháng 4 rồi có lúa rồi đó. Vâng. Từ cái rồi, mới cái rồi. Có nghĩa là đến làm chọc hốc mà chứ bữa thì làm chứ đập đầu nào hốc. À. Có một ruộng mà chết có đến 3 4 chục con chuột rồi. Chết hả? Chết. À. Chết chưa? Đánh rồi thuốc rồi chết á. Trời à. Ở Thanh Hóa đến khoảng nửa tháng nay là âm u, không có nắng. Cái này là sô cô la. Không phải. Cái gì? Con bò nó chạy vèo đây. Là chụp nít ra là ỉa. À ỉa ha. Ờ không phải là sô cô la người ta vào đi trong á. Trong mà nó không vào nhà vệ sinh nữa ỉa mà lại nó ỉa lung tung nhỉ. Vâng, người ta hút chết trâu á. Ừ, trâu. Thôi về. Bố con đi sông Đồng về. Gì đâu về á? À ra. Đi lâu chưa mà về? Đi đi nãy, về đây. À, đi về nhá, về có tối. Chà. Ừ. Đi về nhá, lúc nào xuống. Chú mong cò đến rồi. Đến chưa? Cứ về coi. Về xem nào. Đi bộ cái này thì thoát bộ hơi rồi.
cái gì? Đi bộ toát mồ hôi à? Thì đưa đi tập thể dục phải toát mồ hôi cho nó khỏe chứ. Chào đi, chào khán giả ta về. Bóng sẽ thanh niên mà bắt bố bế kìa. Nóng cái gì? Nóng quá à? Rất mồ hôi. Rồi về, cởi bớt áo ra. Bỏng con đi. Bỏng à? Thanh niên rồi bỏng. Đi mua giác được không? Không bỏng. À cổng, cổng. À, đi tập thể dục mà bắt bố cổng rồi các bác ơi. Bắt bố cổng. Ôi, nặng phết nha. Được mấy chục ký. Cu được mấy chục ký nha. Tập thể dục bắt bố bé bố cổng này. Ôi, video của bố con Đức Thắng chiều ngày hôm nay xin phép được kết thúc. Xin kính chúc các bác, tất cả mọi người xem video thật là nhiều sức khỏe. Đấy. Xin hẹn gặp lại. Đang, đang. Xin chào các bác nhé. Bye bye đi các. Vẫy tay. Bye bye. Đứng xuống bố xem. Rồi, bye.